Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 4 thiết kế mạch tuần tự 1 của môn thực hành thiết kế vi mạch số với VSDL. Tiếp tục nội dung thứ 8, các mạch đếm vòng, đếm Johnson. Bài mẫu 451, thiết kế mạch sáng dồn 16 bit từ phải sang trái theo tín hiệu enable 5Hz, đồng bộ theo CK hệ thống có tần số 50MHz, button 0 làm reset, ngõ ra 16 bit điều khiển 16 led. Mục đích của bài này: thứ nhất, biết phân tích tìm nguyên lý sáng dồn 16 bit; thứ hai, biết vẽ sơ đồ các khối con liên kết các khối; thứ ba, biết lập trình thiết kế mạch theo sơ đồ khối; thứ tư, biết quan sát đánh giá kết quả trên kit FPGA. Trình tự thực hiện gồm có 5 bước và bây giờ sẽ đi vào bước thứ nhất là thiết kế sơ đồ khối. Yêu cầu của đề bài là thiết kế mạch sáng dồn phải sang trái theo tín hiệu enable 5Hz, cho nên sơ đồ các khối còn chỉ có 2 khối. Khối thứ nhất là sáng dồn phải sang trái với các tín hiệu ngõ vào enable DB, CK hệ thống reset OE giống như các mạch đếm Johnson hay đếm vòng, ngõ ra quy 16 bit. Khối thứ hai là khối chimer enable có chức năng là tạo ra tín hiệu enable 5Hz để điều khiển khối sáng dồn phải sang trái. Bây giờ sẽ đi liên kết hai khối lại với nhau và đây là kết quả sau khi liên kết hai khối lại với nhau. Rất là đơn giản, tín hiệu enable 5Hz sẽ nối với tín hiệu trung gian enable DB rồi nối đến tín hiệu enable DB của mạch sáng dồn phải sang trái. Như vậy, bước thứ nhất thiết kế sơ đồ khối đã thực hiện xong. Bây giờ sang bước thứ hai tiến hành phân tích. Cũng giống như các bài đã trình bày, sau khi viết chương trình theo sơ đồ khối này, phải tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả trên kit FPGA. Để thuận tiện cho việc kiểm tra đánh giá thì chúng ta phải thiết kế thêm một cái khối bao phủ bên ngoài được đặt tên là điều khiển 16 led sáng dồn phải sang trái với tín hiệu CK hệ thống được kết nối với các tín hiệu CK hệ thống của các khối bên trong. Button 0 làm tín hiệu reset, ngõ ra quy sẽ kết nối với 16 led. Công việc tiếp theo là đi xây dựng dữ liệu sáng dồn 8 led phải sang trái. Theo yêu cầu của đề bài là sáng dồn phải sang trái 16 bit. Ngõ ra 16 bit sẽ điều khiển 16 led. Nhưng khi phân tích xây dựng dữ liệu sáng dồn thì giảm bớt còn lại 8 led cho nó đơn giản. Và sau khi chúng ta xây dựng xong thì chúng ta có thể mở rộng ra cho 16 bit điều khiển 16 led. Ban đầu thì 8 bit dữ liệu sáng dồn bằng 0 sẽ điều khiển 8 led và khi đó 8 led tắt. Tiếp theo là bit thứ 0 bằng 1, khi đó sẽ làm cho led thứ 0 sáng, rồi sau đó nó di chuyển sang vị trí thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 và nó đứng yên tại vị trí thứ 7. Quá trình này xem như là led 7 di chuyển từ vị trí thứ 0 đến thứ 7. Sau khi led thứ 7 đã sáng rồi thì bây giờ đến led thứ 6 sẽ xuất phát từ vị trí thứ 0. Sau đó di chuyển sang vị trí thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 và đứng yên tại vị trí thứ 6. Khi đó ta sẽ có led thứ 7 và thứ 6 sáng. Khi quan sát thì ta có cảm giác led sáng dồn từ vị trí thứ 0 đến vị trí thứ 7, sau đó từ vị trí thứ 0 đến vị trí thứ 6. Tiếp theo là led thứ 5 bắt đầu tại vị trí thứ 0, sau đó dịch sang vị trí thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. Đến đây thì 3 led 7, 6, 5 sáng. Tiếp theo là led thứ 4 xuất phát từ vị trí thứ 0, sau đó dịch sang thứ 1, thứ 2, thứ 3 và dừng lại ở vị trí thứ 4. Tiếp theo nữa là led thứ 3 cũng xuất phát từ vị trí thứ 0, rồi dịch sang thứ 1, thứ hai và đứng yên tại vị trí thứ ba. Đến led thứ hai bắt đầu từ vị trí thứ 0, dịch sang vị trí thứ 1 và đứng yên tại vị trí thứ hai. Led thứ 1 cũng xuất phát từ vị trí thứ 0, sau đó dịch sang vị trí thứ 1. Cuối cùng là led thứ 0 bằng 1.
Đến đây thì đã có 8 led sáng dồn từ phải sang trái. Như vậy, dữ liệu sáng dồn 8 led đã được tạo ra. Làm sao để lập trình tạo ra dữ liệu sáng dồn này để điều khiển 8 led? Đó là vấn đề chúng ta cần phải suy nghĩ. Đây là dữ liệu sáng dồn của led 7. Để tạo ra dữ liệu sáng dồn của led 7 thì ta cần hai dữ liệu, đó là dữ liệu của Z và dữ liệu của V. Cả hai dữ liệu Z và V đều là 8 bit. Dữ liệu của Z ban đầu 8 bit đều bằng 0. Dữ liệu của V là bit thứ 0 bằng 1, các bit còn lại bằng 0. Lấy dữ liệu Z O với dữ liệu V, kết quả ta sẽ được ba dữ liệu đầu tiên của led 7 chính là bit thứ 0 bằng 1. Sau đó thì ta dịch trái dữ liệu của V. Bit thứ 0 bằng 1 sẽ nằm sang vị trí thứ 1, rồi lại O với dữ liệu của Z, ta sẽ được bài dữ liệu thứ 2 của led 7, chính là bài với bit thứ 1 bằng 1. Làm tương tự như thế cho đến khi bit thứ 7 của V bằng 1. Lấy dữ liệu của V, O với dữ liệu của Z đang bằng 0. Kết quả chúng ta sẽ được bài thứ 8 của led 7 có bit thứ 7 bằng 1. Như vậy chúng ta đã tạo ra dữ liệu cho led thứ 7 di chuyển từ vị trí thứ 0 đến vị trí thứ 7. Nó đã dịch chuyển 7 vị trí. Dữ liệu ban đầu của Z là 8 bit bằng 0 và dữ liệu của V với bit thứ 0 bằng 1. Sau khi led thứ 7 đã di chuyển xong thì chúng ta phải lưu ý đến dữ liệu của led thứ 7 đang bằng 1. 7 bit còn lại từ thứ 0 thứ 6 đang bằng 0. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tương tự cho led thứ 6. Để tạo ra dữ liệu cho led thứ 6 thì ta cũng có dữ liệu của Z và V. Dữ liệu của Z bây giờ là bit thứ 7 bằng 1. Bit thứ 0 đến bit thứ 6 bằng 0. Dữ liệu này giống như dữ liệu mà led thứ 7 đã di chuyển đến đúng vị trí. Dữ liệu của V với bit thứ 0 bằng 1. Lấy dữ liệu của V, O với dữ liệu của Z. Kết quả ta được bài dữ liệu đầu tiên của led 6 tương ứng với bit thứ 7 bằng 1 và bit thứ 0 bằng 1. 6 bit còn lại từ thứ 1 đến thứ 6 bằng 0. Sau đó di chuyển dữ liệu của V sang trái một vị trí, rồi tiếp tục O với dữ liệu của Z, ta sẽ được bài tiếp theo với bit thứ 7 và bit thứ 1 bằng 1. Quá trình này thực hiện cho đến khi bit 1 nằm ở vị trí thứ 6. O với dữ liệu của Z và kết quả là ta được bài cuối cùng của led 6 là bit thứ 7 và bit thứ 6 bằng 1. Như vậy thì dữ liệu led 6 đã dịch chuyển xong. Quá trình di chuyển của led 6 bắt đầu từ vị trí thứ 0 cho đến vị trí thứ 6 và kết thúc. Cũng tương tự như led thứ 7, sau khi dịch chuyển xong led thứ 6, chúng ta còn quan tâm đến dữ liệu cuối cùng có bit thứ 7 và bit thứ 6 bằng 1. 6 bit còn lại từ thứ 0 đến thứ 5 bằng 0. Bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý dữ liệu cho led thứ 5. Để tạo ra dữ liệu điều khiển led 5 thì dữ liệu của Z bây giờ là bit thứ 7 thứ 6 bằng 1. Dữ liệu của V bit thứ 0 bằng 1. Lấy dữ liệu của V O với dữ liệu Z, kết quả sẽ được bài dữ liệu đầu tiên của led 5 với bit thứ 7 thứ 6 và thứ 0 bằng 1. Tiếp theo thì dịch trái dữ liệu của V. Bit 1 từ vị trí thứ 0 sang vị trí thứ 1, rồi O với dữ liệu của Z sẽ được bài thứ 2 của led 5. Tương tự như vậy, ta sẽ dịch V sang trái cho đến khi nó nằm ở vị trí thứ 5, rồi O với dữ liệu của Z, kết quả ta sẽ được bài dữ liệu cuối cùng của led 5 với bit thứ 7, thứ 6 và thứ 5 bằng 1. Tương tự cho các led còn lại, thứ 4, thứ 3, thứ 2, thứ 1, thứ 0. Đến đây chúng ta đã nhìn ra được là quá trình tạo ra dữ liệu điều khiển sáng dồn
cho led 7, led 6, led 5, led 4 cho đến led thứ 0. Từ những gì đã phân tích, ta tiến hành xây dựng lưu đồ. Đây là lưu đồ sáng dồn phải sang trải 8 bit. Ban đầu gán cho biến Z bằng X 0 0 là 8 bit bằng 0, K bằng 7, V bằng X 0 0, 8 bit cũng bằng 0, N bằng 0. Đi kiểm tra tín hiệu enable DB xem có bằng 1 hay không. Sai, có nghĩa là nó bằng 0. Quay trở lại chờ cho đến khi nó bằng 1. Đây là lưu đồ cho lập trình FPGA, cho nên nhánh W bằng ZOV được nằm độc lập. Z bằng 8 số 0, V bằng 8 số 0. Hai dữ liệu này O lại với nhau, kết quả W bằng 8 số 0. Đó là trạng thái đầu tiên, 8 led đều bằng 0. Dữ liệu ngõ ra W, chúng ta sẽ điều khiển led, cho nên khi W bằng 8 số 0 thì dữ liệu của led cũng tương ứng là 8 số 0. Cho đến khi tín hiệu enable DB bằng 1, lưu đồ đi theo nhánh đúng. Kiểm tra V xem có bằng X00 hay không. Ban đầu gán V bằng X00 nên lưu đồ cũng đi theo nhánh đúng luôn. Gán V bằng X01 rồi quay trở lại. Khi V bằng X01 tương đương với số nhị phân, có bit thứ 0 bằng 1. O với dữ liệu của Z. Kết quả ta được bài dữ liệu của Q có bit thứ 0 bằng 1, và khi điều khiển led thì led thứ 0 sáng. Khi tín hiệu enable DB bằng 1, lưu đồ tiếp tục đi theo nhánh đúng. Còn nếu chưa có tín hiệu enable DB thì lưu đồ quay trở lại chờ. Khi lưu đồ đi theo nhánh đúng thì lần này nó kiểm tra V xem có bằng X00 hay không. V bây giờ không còn là X00 nữa nên lưu đồ đi theo nhánh sai. Tiếp theo là kiểm tra N có nhỏ hơn K hay không. N ban đầu bằng 0, K bằng 7, cho nên điều kiện này đúng. Lưu đồ đi theo nhánh đúng, tiến hành dịch trái V và tăng N lên 1, chính là bằng 1. V sau khi dịch trái thì bit thứ 1 bây giờ bằng 1. O với dữ liệu của Z sẽ được bài dữ liệu này của W, và khi điều khiển led thì làm cho led thứ 1 sáng. Sau đó quay trở lại chờ tín hiệu enable DB tiếp theo. Nếu chưa có thì lại tiếp tục chờ, và nếu có lưu đồ đi theo nhánh đúng. Rồi kiểm tra điều khiển không đúng, đi theo nhánh sai, và kiểm tra N nhỏ hơn K. N đang bằng 1, K bằng 7, cho nên lưu đồ lại tiếp tục đi theo nhánh đúng. Quá trình này được lặp lại. Dịch trái V sang vị trí thứ 2, tăng N lên là 2. Cứ thế cho đến 3, 4, 5, 6, 7. Rồi O lần lượt các bài dữ liệu đó với V, ta sẽ được dữ liệu của Q, và cũng chính là dữ liệu của led. Đến đây thì led thứ 7 đã di chuyển từ vị trí thứ 0 đến đúng vị trí thứ 7, kết thúc. Khi N bằng 7 thì quay trở lại chờ xung enable DB cho đến khi có lưu đồ đi theo nhánh đúng, đi theo nhánh sai, và lần này thì N đã bằng 7. Điều kiện nhỏ hơn K không còn đúng nữa, lưu đồ sẽ đi theo nhánh sai. Kiểm tra K xem có lớn hơn 0 hay không. K đang bằng 7 cho nên lớn hơn 0. Lưu đồ đi theo nhánh đúng, tiến hành giảm K đi 1, còn lại là 6. Lấy Z, O với V. Z là dữ liệu này, O với dữ liệu của V, rồi lưu lại cho chính nó. Kết quả thì Z bây giờ chính là bằng X80, có bit thứ 7 bằng 1. Gán lại V bằng X01, gán lại N bằng 0 để phục vụ cho led tiếp theo. Sau khi led thứ 7 đã dịch chuyển đến đúng vị trí thứ 7 thì bây giờ đến led thứ 6, bắt đầu từ vị trí thứ 0. Sau khi đã gán xong dữ liệu cho V thì V bây giờ có bit thứ 0 bằng 1.
lấy dữ liệu của V O với dữ liệu của Z có bit thứ 7 bằng 1. Kết quả được bài dữ liệu với bit thứ 7 và bit thứ 0 bằng 1. Dữ liệu này điều khiển LED sẽ làm LED thứ 7 và LED thứ 0 sáng. Trở lại Ludo, chờ cho tín hiệu Enable DB bằng 1, Ludo sẽ đi theo nhánh đúng. Và V bây giờ không còn bằng 0, Ludo đi theo nhánh sai. Lần này thì N đang bằng 0, nhỏ hơn K đang bằng 6, cho nên Ludo đi theo nhánh đúng. Tiến hành dịch trái V và tăng N lên 1. Dữ liệu sau khi dịch trái thì bit thứ 1 bây giờ bằng 1. Đem O với dữ liệu của Z sẽ được bài dữ liệu tiếp theo của LED 6 có bit thứ 7 và bit thứ 1 bằng 1. N bằng 1, cho nên Ludo sẽ quay lại và tiếp tục cứ thế tiến hành dịch trái và tăng N cho đến khi N bằng 6. Khi N bằng 6 thì bit 1 đã di chuyển từ vị trí thứ 0 đến vị trí thứ 6. O với dữ liệu của Z, kết quả được dữ liệu với bit thứ 7, thứ 6 bằng 1, các bit còn lại bằng 0. Đây chính là dữ liệu đã dịch xong của LED thứ 6. Trở lại Ludo, lần này thì Ludo N nhỏ hơn K không còn đúng nữa, vì N đang bằng 6, K cũng đang bằng 6, cho nên nó sẽ đi theo nhánh sai. Tiến hành kiểm tra xem có lớn hơn không hay không. K đang bằng 6, lớn hơn 0, nên Ludo đi theo nhánh đúng. Tiến hành giảm K đi 1, còn lại là 5. Lấy dữ liệu của Z với bit thứ 7 bằng 1, O với dữ liệu của V với bit thứ 6 bằng 1. Hai cái này O lại với nhau. Kết quả Z sẽ bằng dữ liệu của LED, cũng chính là dữ liệu hai cái đó O lại với nhau bằng XC0. Rồi gán cho V bằng X01, N bằng 0 để tiến hành phục vụ cho việc dịch chuyển LED thứ 5. Việc dịch chuyển dữ liệu cho LED thứ 5 với K bằng 5 cũng giống như LED thứ 6, thứ 7 đã trình bày. Quá trình này thực hiện cho đến khi K bằng 0 là 8 LED đã dịch chuyển hết từ LED thứ 7 đến LED thứ 0. Và khi K bằng 0, Ludo sẽ đi theo nhánh sai, tiến hành gán Z bằng X00, K bằng 7, V bằng X00, N bằng 0, xem như là bắt đầu lại một chu kỳ dịch mới cho 8 LED. Như vậy, Ludo sáng dồn phải sang trái 8 bit đã được giải thích xong. Bây giờ chúng ta mở rộng ra cho Ludo sáng dồn phải sang trái 16 bit. Khi đó biến Z và biến V là 16 bit. K là 15, N bằng 0. Mọi thứ còn lại giống như những gì đã trình bày. Như vậy thì bước thứ 2 đã phân tích xong. Bây giờ sang bước thứ 3, tiến hành viết chương trình. Đây là chương trình mô tả khối chính bên ngoài điều khiển 16 LED sáng dồn phải sang trái với tín hiệu ngõ vào là CK hệ thống button 0. Làm tín hiệu reset, LED là tín hiệu 16 bit đã ngõ ra. Phần kiến trúc khai báo các tín hiệu trung gian gồm có enable DB, reset và Q sáng dồn phải sang trái 16 bit. Begin là bắt đầu các lệnh mô tả của kiến trúc, gắn tín hiệu button 0 cho tín hiệu reset. Tín hiệu trung gian Q sáng dồn phải sang trái cho tín hiệu ngõ ra LED. IC1 chính là khối chi 10 Enable, có chức năng tạo ra tín hiệu Enable 5Hz, gán cho tín hiệu trung gian Enable DB. IC2 chính là khối sáng dồn phải sang trái, với tín hiệu CK hệ thống nối với tín hiệu CK hệ thống, Reset nối với Reset, Enable DB nối với Enable DB. OE được gán với mức Logic 1 để luôn luôn cho phép mạch hoạt động. Q được nối với tín hiệu trung gian Q sáng dồn phải sang trái. Như vậy, khối chính ở bên ngoài đã được mô tả xong. Tiếp theo là chương trình mô tả cho khối sáng dồn phải sang trái với các tín hiệu ngõ vào gồm có CK hệ thống reset, OE, enable DB, tín hiệu ngõ ra Q 16 bit. Phần kiến trúc khai báo các tín hiệu Zri, Znet 16 bit, Vri, Vnet cũng 16 bit. Carry, Canet,
NRI, NNet là kiểu số nguyên nằm trong giới hạn từ 0 đến 15 và gán các giá trị ban đầu bằng 15. Begin. Tiếp theo là Process với tín hiệu nhảy là CK hệ thống Reset. Begin. Nếu tín hiệu Reset bằng 1 thì ZRI được gán tất cả bằng 0, 16 bit bằng 0. VRI cũng được gán tất cả bằng 0. KRI được gán bằng 15. NRI được gán bằng 0. Ngược lại, khi có cạnh xuống của CK hệ thống thì ZRI được gán bằng ZNet, VRI được gán bằng VNet, KRI được gán bằng KNet, NRI được gán bằng NNet. Kết thúc lệnh if, kết thúc process. Và bây giờ sẽ đi tính toán các giá trị tiếp theo. Sử dụng process với các tín hiệu nhảy là KRI, NRI, VRI, EnableDB, ZRI và OE. Begin. Ban đầu gán ZNet bằng ZRI, VNet bằng VRI, KNet bằng KRI, NNet bằng NRI. Chúng ta sử dụng lệnh if thiếu cho nên ban đầu chúng ta phải gán trước các giá trị này. Tiếp theo là lệnh if đi kiểm tra tín hiệu OE. Nếu bằng 0 thì gán ZNet tất cả bằng 0, VNet tất cả bằng 0, KNet bằng 15, NNet bằng 0. Ngược lại, nếu tín hiệu EnableDB bằng 1 thì thực hiện các công việc tiếp theo. Lệnh if tiến hành kiểm tra VRI xem có bằng X0000 hay không. Và ban đầu thì VRI bằng X0000 cho nên điều kiện này đúng. Khi đó nhánh đen này sẽ được thực thi gán VNet bằng X0001 với bit thứ 0 bằng 1 theo đúng lưu đồ đã trình bày. Như vậy, ban đầu nhánh if này đúng cho nên nhánh đen này đã được thực thi, phần còn lại của lệnh if không được thực thi. Cho đến khi có xung nguyên EnableDB tiếp theo thì điều kiện này bây giờ không còn đúng nữa. Lệnh if sẽ tiến hành thực hiện nhánh elif kiểm tra NRI đang bằng 0 có nhỏ hơn KRI đang bằng 15 hay không, và điều kiện này đúng. Khi đó nó sẽ thực hiện các lệnh của nhánh đen. Gán VNet bằng VRI 14 down to 0 nối với 0, tức là đã dịch trái về 1 bit. Tăng N lên 1. N ban đầu bằng 0, bây giờ sẽ tăng lên 1. Sau khi đã tính giá trị cho VNet và NNet thì chờ xung CK để cập nhật giá trị. Và lệnh if này sẽ đúng cho đến khi N bằng 15 thì nó sẽ sai. Và khi đó lệnh if này mới thực hiện nhánh elif tiếp theo. Khi điều kiện của nhánh elif này sai thì khi đó NRI đã bằng 15. Led thứ 15 đã dịch chuyển từ thứ 0 đến nằm đúng vị trí thứ 15. Khi đó lệnh if sẽ thực hiện nhánh elif này và nó sẽ kiểm tra KRI đang bằng 15 có lớn hơn 0 hay không. Điều kiện này đúng cho nên các lệnh của nhánh đen này sẽ được thực thi. ZNet sẽ bằng ZRI O với VRI. VNet được gán lại với giá trị bit thứ 0 bằng 1 để chuẩn bị dịch cho led tiếp theo. KNet bằng KRI trừ đi 1, 15 trừ đi 1 còn là 14. NNet được gán bằng 0 để bắt đầu đếm lại cho led thứ 14. Sau khi thực hiện xong các công việc này thì chờ xung nguyên EnableDB tiếp theo, và khi có xung nguyên EnableDB tiếp theo thì lệnh if sẽ thực hiện cái nhánh L này, và cái nhánh L này sẽ thực hiện đúng 14 lần cho led thứ 14 từ vị trí thứ 0 dịch chuyển dần cho đến led đến vị trí thứ 14 thì điều kiện của lệnh if này sẽ sai, rồi lại tiếp tục thực hiện lệnh elif này, và quá trình này thực hiện cho đến khi cái điều kiện này sai thì khi đó cái nhánh L này sẽ được thực thi. Và khi đó nó sẽ tiến hành gán lại giá trị ZNet tất cả bằng 0, VNet tất cả bằng 0. KNet sẽ được gán bằng 15, NNet sẽ được gán bằng 0 để bắt đầu lại một chu kỳ mới. Kết thúc lệnh if, kết thúc lệnh if bên ngoài, kết thúc process. Và QI được gán bằng ZRI O với VRI khi OE bằng 1. Ngược lại thì gán tất cả bằng 0. Kết thúc kiến trúc.
Tiếp theo là khối chimery nebo đã được viết ở các bài khác tiến hành add copy vào cái project này. Như vậy, phần 3 chương trình cho khối chính và các khối còn bên trong đã thực hiện xong. Bây giờ sang bước thứ 4, tiến hành add file gắn chân, tổng hợp code và nạp file cấu hình vào chip FPGA. Rồi sang bước thứ 5. Mời các bạn quan sát kết quả chạy trên kit FPGA. Như vậy, chương trình đã chạy đúng 16 led sáng dồn từ phải sang trái. Bắt đầu từ led thứ 15, dịch chuyển từ vị trí thứ 0 đến vị trí thứ 15 dừng lại. Sau đó, led thứ 14 xuất phát từ vị trí 0 cho đến thứ 14 dừng lại, kế thứ 15 và cứ như thế cho đến led thứ 0. Các bạn xem bài này có vấn đề gì chưa rõ thì chúng ta trao đổi thêm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mời các bạn thực hiện bài 451 này.